thì lúc đấy thì mình sẽ làm gì? Vít thật lực để bán 1 vạn đơn, 2 vạn đơn, rồi sau đó dừng, chuyển sang sản phẩm khác. Anh có thể chia sẻ quy trình làm quảng cáo của team anh được không? Của em thường là lên cam, test mẫu, có tệp remarketing. Em thấy công việc khá đơn giản. Bên mình cũng thế. Bên mình cũng thế. Lên cam, test mẫu và có tệp remarketing. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt giữa công việc bên mình và triển khai anh em ấy, nó sẽ ở nằm ở khâu đó là bạn quyết định để sản phẩm này win trong vòng bao lâu. Có nghĩa là bạn ước lượng xem là cái sản phẩm này thị trường nó sẽ win trong vòng bao lâu. Nếu như mà sản phẩm này mà là sản phẩm có thể bò sữa, có nghĩa là bán quanh năm ấy, thì chúng ta sẽ ước lượng là chỉ chạy đến khoảng 100 đơn hoặc 200 đơn một ngày là chúng ta sẽ dừng lại với cái sản phẩm đấy, dừng lại, không chạy nữa. Còn nếu như sản phẩm này nó chỉ trong vòng 2 tháng hoặc 3 tháng thì dừng các bạn, thì lúc đấy thì mình sẽ làm gì? Vít thật lực để bán 1 vạn đơn, 2 vạn đơn, rồi sau đó dừng, chuyển sang sản phẩm khác. Cho nên cái câu hỏi này nó phải có một cái yếu tố cần và đủ. Đấy là sản phẩm của mình là sản phẩm gì? Sản phẩm ngôi sao chạy kiểu khác, sản phẩm bò sữa chạy kiểu khác, sản phẩm chó mực, có nghĩa là nó về cuối kỳ của vòng đời sản phẩm rồi thì mình lại chạy kiểu khác. Nếu như là sản phẩm bò sữa và sản phẩm chó mực đi, là hai cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ có một cái lượng mà bán ra thị trường nhất định rồi, chứ không phải là sản phẩm mới tinh, thì cái cách làm của mình sẽ là gì? Ngay từ khi bạn lên cam ấy, bạn sẽ phải ước lượng xem là bao nhiêu phần trăm ngân sách bạn dành cho việc là tiếp cận khách hàng mới, những người chưa biết mình đến mình là ai, và bao nhiêu phần trăm ngân sách bạn sẽ dành để bán đến những người đã biết đến mình là ai rồi, và bao nhiêu phần trăm ngân sách là tập trung vào remarketing. Chúng ta đều biết rằng là cái tệp remarketing là cái tệp mà tỷ lệ ra đơn cao nhất. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta chỉ remarketing vào tệp những người ra đơn cao mà chúng ta không thay đổi cái nội dung cho phù hợp thì lại không hiệu quả. Ví dụ như thế này, một cái người lạ mà chúng ta chạy chương trình là giảm 30%. Bình thường chúng ta bán là 400 nhé, chúng ta giảm 30% thì nó còn 280 đúng không? Thì nếu như mà đấy là một cái người lạ lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo chúng ta, mà họ nhìn thấy rằng là chúng ta để ghi là gì, 400.000 giảm 30% còn 280, tỷ lệ họ tin là bao nhiêu phần trăm? Thường họ tỷ lệ họ tin là thấp đúng không? Thường tỷ lệ họ tin rất là thấp. Nhưng nếu như những cái người mà chúng ta đã chạy quảng cáo nhiều lần rồi, chạy có nhiều lần với họ rồi, họ nhìn thấy giá sản phẩm 400.000 nhiều lần rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái tệp, và khi chúng ta remarketing họ, chúng ta chạy chương trình giảm 30% là còn 280 chẳng hạn, và chúng ta sẽ dùng sự hiệu ứng khan hiếm là chỉ giảm cho vòng 1 ngày hoặc 2 ngày thì chúng ta chạy cái chiến dịch đấy, thì những cái người mà suốt ngày nhìn thấy quảng cáo chúng ta giá 400, đột nhiên một ngày đẹp trời họ nhìn thấy chúng ta chạy quảng cáo chỉ có 280 mà chỉ áp dụng trong vòng 1-2 ngày thì tỷ lệ họ ra quyết định mua hàng là bao nhiêu phần trăm? Là cao đúng không các bạn? Đấy, cho nên nó có rất là nhiều các yếu tố cần và đủ, nó sự thay đổi khác thì